luôn cho anh những lúc bê một mình, sau đó làm gì thì... Cũng giống như rất nhiều người, tôi không phải là Xuân Đan. Tôi không hiểu gì về âm nhạc, nhưng tôi hiểu sự khác nhau cơ bản giữa một chiếc bình thủy điện Biduluti đến từ Đức và một chiếc ấm đun siêu tốc như thế này. Ấm đun siêu tốc thì không thể làm được nước lạnh, nhưng bình thủy điện Biduluti thì có thể làm được chuyện đó một cách dễ dàng. Nó thậm chí có thể làm được nhanh như cách mà người yêu cũ trở mặt với bạn, chỉ mất khoảng 3 giây. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Tất nhiên, một chiếc máy lọc nước nóng lạnh như thế này cũng có thể làm được chuyện đó, nhưng nó sẽ không thể di chuyển dễ dàng và thuận tiện như thế này, hay thế này được. Và với một chiếc ấm đun siêu tốc như thế này, bạn chỉ có thể lấy được nước lạnh bằng cách mở cái này ra, bỏ vào đây, đóng lại và chờ đợi. Đôi khi thì nước cũng sẽ có thêm một chút mùi mực và mùi cá nữa. Còn nếu để so sánh với chiếc bình thủy truyền thống như thế này thì tất nhiên là không có cửa. BWT đương nhiên cũng có thể lấy được nước sôi và cũng nhanh như vậy, chỉ mất khoảng 3 giây vì nó được trang bị một công nghệ được gọi là công nghệ làm nóng 3 chiều 360 độ. Chúng ta có thể lấy nước bằng cách chạm vào màn hình cảm ứng LCD hiện đại ở đây. Chạm là thích, thích là nhích. Nhích lên một chút ở đây, chỗ cái chữ UV này chính là công nghệ khử trùng tự động UVC Plus đã được cấp chứng nhận bởi tổ chức SGS của Thụy Sĩ. BWT còn được trang bị một bộ lọc chuyên sâu đến từ Đức. Có thể nhà bạn đang có bình thủy điện và chắc là bạn đang dùng nước máy để đổ vào đây. Nước đun sôi thì chắc là an toàn rồi, nhưng không đâu. Nước sôi chỉ có thể diệt được vi khuẩn và virus, còn kim loại nặng và chất độc hại thì vẫn còn ở trong nước. Bộ lọc của BWT có khả năng lọc ngang một chiếc máy lọc nước. Nước đầu ra đạt chuẩn nước uống trực tiếp vì nó đã có khả năng loại bỏ được vi khuẩn, virus, kim loại nặng và nhiều chất độc hại có trong nước. Nó còn bổ sung thêm nhiều vi khoáng có lợi tốt cho cơ thể. 6 mức nhiệt độ nhân 3 mức nước bằng 18 cách để lấy nước từ chiếc bình thủy điện BWT này. Từ nước lạnh 15 độ, nước mát 25 độ, nước ấm 45-55 độ, nước nóng 85 độ C và nước sôi. Bình chứa là 4 lít, nằm trong top những bình thủy điện có dung tích chứa lớn nhất hiện nay. Và nếu một ngày bạn quên châm nước, máy sẽ tự động cảnh báo trên màn hình như thế này và bạn sẽ không thể lấy nước được để đảm bảo an toàn. Đây là BWT Super Combine HC, một sản phẩm có thể thay thế được cả 3 thứ này trong nhà của bạn. Một chiếc bình thủy truyền thống, một chiếc ấm đun siêu tốc và một chiếc máy lọc nước nóng lạnh thông thường. Cái này đắt lắm, không đẩy được đâu.